Thì mình cũng chưa có một cái top nào về những sản phẩm như độc lạ, thời trang, cấu hình mạnh hoặc là những sản phẩm đáng giá. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một top 4 những chiếc smartphone có dung lượng pin lên tới 4.000 mAh. Thật ra mà nói thì trong khi cái cấu hình về smartphone ngày càng phát triển, nâng cao liên tục thì công nghệ pin của smartphone gần như là không có nhiều tiến triển trong khoảng 5 năm qua. Và để thỏa mãn nhu cầu của người dùng về cách sử dụng smartphone liên tục thì các nhà sản xuất chỉ có một cách duy nhất, đó là nâng cấp dung lượng pin mà lên mà thôi. Và dưới đây thì sẽ là bốn chiếc smartphone có dung lượng pin khủng từ khoảng 4.000 mAh đáng mua nhất hiện nay. Đầu tiên thì chỉ là chiếc Asus Zenfone Smart với pin là 5.000 mAh. Đây là thiết bị có dung lượng pin lớn nhất trong top 4 cái thiết bị lần này mình đề xuất ra. Asus góp mặt trong danh sách này với chiếc Zenfone Max, hậu tố Max có nghĩa là liên quan đến cục pin khủng là 5.000 mAh của máy. Qua thực tế trải nghiệm thì chiếc điện thoại này có một thời gian chơi game khá là ấn tượng, có độ sáng 100% lên tới 8 giờ 36 phút. Cấu hình của Zenfone Smart cũng thuộc dạng khá ổn. Máy được trang bị một bộ vi xử lý là loại tứ Qualcomm MSM8916, xung nhịp là 1.2GHz và RAM là 2GB. Kích thước màn hình là 5.5 inch. Tuy nhiên độ phân giải của máy chỉ đạt ở mức độ là HD mà thôi. Nhưng bù lại, những hình ảnh hiển thị trên máy đã được Asus tân trang khá là tốt và màu sắc khá là chân thật. Xiaomi Redmi Note 3 là một trong những từ khóa hot nhất thị trường công nghệ cuối năm 2015. Xiaomi Redmi Note 3 sở hữu rất nhiều cái thế mạnh về cấu hình cũng như là sự trải nghiệm mượt mà. Xét về mức giá thì nhà sản xuất này niêm yết thời điểm ra mắt, hẳn nhiều người cũng không ngờ đến việc máy sẽ được trang bị một thiết kế kim loại nguyên khối bóng bẩy, tích hợp tính năng cảm biến dấu vân tay cực kỳ nhạy, tốc độ nhận diện chỉ trong vòng 0,3 giây mà thôi, camera là 13 megapixel, và đặc biệt, chính xác là đặc biệt nhất, đó là dung pin khủng lên tới 4.000 mAh. Hiện nay thì chiếc máy này có cả hai phiên bản, đó là RAM 2GB cho bản 16GB và RAM 3GB cho bản 16GB. Và phần thứ ba đó là chiếc Xiaomi Note 3 Pro. Đây là một phiên bản không khác gì ngoại hình so với chiếc thiết bị trên, nhưng lại sử dụng một bộ vi xử lý là Qualcomm Snapdragon, là một sản phẩm nâng cấp từ Redmi Note 3 với bộ vi xử lý được thay đổi thành Qualcomm Snapdragon 650 mạnh mẽ hơn và camera được tăng cường từ 13 lên 16 megapixel cùng với việc tích hợp thêm cả thẻ nhớ. Khi dung lượng pin là 4.000 mAh và dĩ nhiên là các đặc điểm bên ngoài và những tính năng cũng khá giống Redmi Note 3. Sản phẩm này cũng sẽ có hai phiên bản, đó là bản RAM 2GB và bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Trong bản này, cuối cùng của chúng ta sẽ là chiếc Xiaomi Redmi 3, pin dung lượng là 4.100 mAh. Dù có dung lượng pin nhỉnh hơn một tí so với hai người đàn anh ở trên, nhưng lợi thế của Redmi 3 là chỉ sở hữu một màn hình là 5 inch, độ phân giải thì chỉ là HD so với màn hình 5,5 inch và độ phân giải là Full HD của hai thiết bị trên, thì thời gian sử dụng của Redmi 3 có phần tốt hơn và tối ưu hóa tốt hơn nhiều hơn. Và đây là một trong những sản phẩm có tầm giá cũng như là sự trải nghiệm đáng nhất trong thời điểm hiện nay. Và mọi thông tin cũng như là ưu đãi khuyến mại của sản phẩm, các bạn có thể truy cập website hoặc qua web.chinhongviet.vn hoặc liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng 1900 2006. Nếu thấy video xin đừng quên like để lại comment những suy nghĩ của bạn ở phần bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.